Chào mọi người, nghe rõ không mọi người? Nghe rõ trong cái gì đó coi. Ê, từ sao gì tao hồi lên chơi mày. Hello, hello anh nè, chị cá. Nè, bữa nay sáng nó mới ngủ dậy thôi, nhưng mà có việc khi bật cái phone lên thì mọi người nghe tôi nói có rõ không? Cho tôi một hay cái gì đi để Chào, chào Nhàn, chào Nga Phạm, chào Phạm Viết. Thì kênh của luật sư Tiến Quốc Thiên có một cái tiêu đề lần đầu tiên mừng rơi nước mắt phải ứa lệ khi Việt Nam sánh vai cùng cùng các cường quốc Nam châu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ghé thăm. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình có một cái gì đó nó buồn bực, nó buồn bực ở chỗ này, có nghĩa là được như bây giờ chúng ta 45 năm đất nước Việt Nam đã vươn mình ra thế giới và làm đủ mọi điều kiện, đủ mọi các cái để mà chen chân vào với lại các cường quốc Nam châu, và hôm nay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã thăm Việt Nam mình, coi như là một cái dấu mốc thực sự là rất là lớn đối với đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà tấn của tao kỳ, tao hay thù dai, hôm nay tao nói kìa, tao vẫn uất ức là cái chỗ những cái năm tháng ngày đầu thống nhất đất nước thì rõ ràng cái bộ mặt của Liên Hiệp Quốc đã phủi tay và vảnh mặt với Việt Nam trong lúc Việt Nam ngay thời điểm đó gian nan cùng cực. Phía Tây Nam thì đang chiến đấu với cái bọn Pol Pot, phía Bắc thì chiến đấu với Trung Quốc. Chưa mày ơi, sáng sớm uống bia tao mới thức dậy đây, tao thấy cái tin này tao tự nhiên tao mới nổi cơn cho lên. Có nghĩa là ở đây tao không có cái chuyện mà tánh tao tao thù dai, cho nên vì cho nên tao cảm thấy là tao xét lại Liên Hiệp Quốc, nói thẳng là như vậy. Tao nghĩ lại ngày kia cũng Liên Hiệp Quốc đã bỏ mặc Việt Nam bị bao vây trong một cái vòng kim cô của phương Tây, vừa cấm vận và vừa đòi nợ chiến tranh, làm cho cái tiên tri bố mày thì mình mới cảm thấy mình có một cái gì đó mà mình cảm thấy tức tức, mình tức tức, có nghĩa là đồng ý hôm nay họ vinh danh, họ đưa ra Việt Nam mình, đưa bất cứ một cái tiếng nói Việt Nam hiện giờ có uy tín trên trường thế giới, nhưng mà trong bụng tao tự nhiên tao cũng rất là có nghĩa là đối với tao thì nó có một cái gì đó nó khó diễn tả lắm. Mặc dù hôm nay ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc qua thăm Việt Nam mình, nhưng trong bụng tao không vui. Vui là vui toàn bộ là cái bộ mặt Việt Nam mình hiện giờ đang hiển diện trên cái cộng đồng Liên Hiệp Quốc đó, thì rõ ràng là cái chuyện đó là khỏi nói mà. Nhưng mà cứ nói Việt Nam mình đang hiện giờ đang có trọng lượng, nhưng mà tao không hề nghĩ tới bây giờ, mà tao chỉ nghĩ tới ngày xưa, cũng có bộ mặt này, cũng có Liên Hiệp Quốc này, cũng một tập đoàn này, chào Văn Thành, mà nó làm đủ mọi trò điếu tán để mà cấm vận Việt Nam mình. Trong cái thời gian đó Việt Nam mình rất là khổ sở. Tự nhiên tao có một cái gì đó mà mình nói không có diễn tả thành lời được, vẫn uất ức. Giờ thì nghe 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 luật sư Nguyễn cái thân mới, tao mới đọc cái Xin trân trọng kính chào nghe đó mọi người. mời. Thì hôm nay tại Việt Nam có một sự kiện hết sức trọng đại, thì có thể nói là lần đầu tiên trong 45 năm qua là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến thăm Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã có một quá trình 45 năm tham gia Liên Hiệp Quốc, và vị thế của Việt Nam ngày càng thành tựu.
và có thể nó xâm vào các trường có thị trường lên được các trường vậy thì chúng ta chia sẻ cho một cách trường tốt đẹp này của đất nước Việt Nam thật là đảm bảo trường hợp của mình. Thôi được rồi, nói sơ sơ biết là được có xin đưa cái tin này ra thì tao tao nghe thì đúng ra tao rất mừng thật, nhưng mà tao cũng rất là buồn, là bởi vì sao? Mẹ bà thế mà mấy chục năm qua từ cái ngày 1945 giờ chấm dứt thì toàn bộ khối phương Tây và kể cả là Liên Hợp Quốc đã sâu xé Việt Nam mảnh mặt tất cả bờ tay, làm ngơ đi những cái chuyện mà Việt Nam đang ngồi, trong khi đó chỉ có một mình ăn Liên Xô chỉ viện trợ lương thực gạo bột mì bo bo để có gì ăn, còn ngoài ra cả một cộng đồng Liên Quốc nó đối xử với Việt Nam mình thực sự là khốn nạn. Hôm nay mình nhắc lại cái điều này không phải mình trách móc gì cả, nhưng mình mới nghĩ rằng các nước phương Tây coi vậy mà không phải vậy. Nó giống như kiểu mình không được quyền lợi của nó là nó bắt đầu nó trù dập. Thì nói một câu ngắn gọn là các nước Liên Hợp Quốc còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Nhưng mà tại sao vậy? Là một cái cơ quan mà lớn nhất hành tinh mà làm không hiểu mình làm gì để đi xin lỗi là sao? Hả? Quái đản. Mình cảm thấy buồn ở chỗ là phải chi thời điểm đó mà Liên Hợp Quốc ngó ngàng tới Việt Nam thì Việt Nam mình đâu có đến nỗi việc bị cấm vận mấy chục năm, rồi làm gì có cái chuyện mà ăn bo bo, làm gì có chuyện đó cấm vận thương mại đủ trò cũng Liên Hợp Quốc. Đúng, anh biết chứ, chính vì đúng rồi anh biết chứ, nhưng mà có điều như vậy nè, hôm nay vinh danh nên mình cảm thấy mình buồn. Ở đây mình không nhắc lại chuyện quá khứ, nhưng mà không có quá khứ thì làm sao mà có chuyện tương lai. Vì cái chỗ đó mình mới thấy là ê mày lên chơi chút đi ra. Tao Phượng đâu? Chưa thấy vô trời. Hello. Em đâu biết nói gì đâu, hello, lên chưa anh. Chá. Anh kêu Hello, lên chá. Hồi thiên hạ ai ném Không đá thì cứ chết nói sao? rồi nghe cả. Nếm nước con khỉ, tao không có sợ đâu bé gì. Thì nói chung thì hôm nay vừa thức dậy thì cầm cái phone lên thì được một cái tin của Tổ quốc Thiên vừa đưa đi. Và thì ở đây thì màn hình thì anh thấy là Việt Nam mình đón tiếp long trọng ông chủ tịch hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, thì mình mới cảm thấy cái điều này mình, đối với người ta thì nghĩ là đối với anh làm gì có bị xúc phạm luôn rồi. Em thấy Liên Hợp Quốc kỳ, mà sang Việt Nam là kỳ, có cái trò gì là hay thù dai, nó lại sắp sửa vợ trò vậy, tại nó là tay đúng sai rồi Mỹ thì mà nói vậy, nhưng mà tại là đúng, anh hiểu em chứ, lo quá anh nhưng ơi. mà cái này á mình nói Anh có lo không? dĩ nhiên mình cái chuyện vậy anh cũng lo đó. Alo, không chào có chuyện gì bác xảy mời ra em bác. Để Minh nói Phật ngay nghe. Đó Bác ai vậy? khi nào bác rảnh bác dụng tóc cho Thì nó cho đen tôi lại cho bác. mình gặp thích tức Nói gì? Khi nào đây bác cái rảnh bác nhuộm tóc lại cho hậu nó quả đen nha. của kiểu Tôi dụng hả? tóc mà nó tóc da đầu. Vâng. Ở Không nghe gì hết, nhỏ quá. Khi mà nói tới tóc là thì anh nói nó tôi nhỏ là hẳn đi. Anh nói tôi đúng rồi, nó bị vâng, yếu. em Anh nói nói bác tôi là khi nào là bác rảnh bác nhuộm tóc cho nó đen, cho nhìn cho nó đẹp chứ không coi. Không không đâu anh, người ta nói tôi nhuộm là mấy chục năm từ trước rồi mà tôi không có chơi. Tôi chơi lần rồi thôi, tôi không chơi nữa. Nó nặng cái đầu mình ấy. Mới lại bây giờ đâu có ai Hello nhìn anh em nhạt, giả của em trẻ nhạt. như vậy. Giờ mình đâu có giả trẻ đến Rồi. bé nhìn giống 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 nhau rồi, đúng gì đâu khác. Không Nhìn có ai thoáng nhìn thoáng nữa. rồi. Nhìn thoáng thoáng Thôi từ được rồi, anh chúng từ trai 18 á chứ ở đâu mà giỡn. Người tám cái hậu quả mà cái hậu quả mà tao dụm làm ngày hôm qua đây nó da đầu ngứa, tao gãi chảy máu chảy đồ đúng là rồi á, bực mình ghê, lần đầu đúng tao rồi tử tới em bị già dị lần ứng sau anh ơi. ồ
cái da đầu mà bị dưỡng, cái da đầu nó bị dưỡng cái thuốc nhuộm mà cho nên da không chịu được. Mà từ hồi nhỏ tới lớn rồi. Lần đầu tiên đi nhuộm tóc cũng nghe lời mấy thằng quỷ nhỏ, mấy thằng quỷ nhỏ nó bố bố nhuộm đúng tóc nó rồi, trẻ ra bố đúng nghe rồi. lời nó nhuộm. Tôi Thôi ok, vào vào cái chủ tôi đề nói chính câu cho này kỳ là, hôm nay em mở cái like này tôi nha, nói câu xin này chào. là tôi cũng hồi đó là lần đầu tiên Rồi. đó là tôi nhuộm cái thằng cha, cái thằng cha hở, cái thằng cha hớt tóc đó, nó nói tôi, nó cắt tóc của tôi, nó bảo anh phải nhuộm đi. Lúc đó là mấy chục năm về trước rồi. Nó ok anh nhuộm với tôi, lúc đó mình cũng mất làm gì, nó bảo anh phải nhuộm đi, anh cứ nó cắt tóc của tôi nó nhuộm. Để bạn tôi ấy, bạn thân nó nhuộm một lần tôi đó là tôi không chịu nổi, cái đầu cái tóc nó nặng nó đè xuống cái đầu tôi cũng khó chịu, tôi no more, cứ để như vậy. Má ok, chuyện tôi với Ừ, ông thì anh ấy là ok mỗi người là thì mấy cái này một đó lần là thôi, tôi chỉ khác khác anh là chúng mình, tôi khác anh là tôi nhuộm trước, ừ. còn anh bây giờ mới Một nhuộm cũng một lần không có nhiều đâu. Anh cầm cho à, phép anh bốn lần cho không không em không hỏi anh quên tên rồi, xin lỗi anh tên gì anh? Minh Phượng á, Nguyễn Anh Phượng. Phượng. Tự nhiên sao tự nhiên em quên Đi tên, xin lỗi chào anh Phượng. Phượng. Cho Có gì đâu. em hỏi anh cái này, cái anh Phượng. Hỏi đi. Cái năm 1979 mà khi mà Trung Quốc đánh Việt Nam thì cái cộng đồng Việt Nam và nhỏ Mỹ cái tư duy họ như thế nào ấy? Họ Tại lúc mừng em lắm chưa sang. Tại đây anh. Không. em tò mò Không. em muốn hiểu coi cái tư Họ duy họ như là họ. mừng lắm anh. Họ rất là mừng. Trời. Trời ơi. Khủng khiếp anh cầm. Họ rất là mừng anh. Có nghĩa là giống như họ giống như Yeah. họ có người trả thù giùm Mà cho năm họ đó cái là số tôi đẩy còn, như kiểu vậy. năm đó là À. tôi còn là sinh viên, tôi còn ở bên Colorado, có một lần tôi có một cái cuộc xung đột rất là lớn trong cái nhà mà tôi cũng bị cái chuyện đó, một xung đột đấy, xung đột bạo lực trong nhà tôi á, mà chỉ có mình tôi đó. Thì anh không hỏi thôi, anh hỏi tôi trả lời họ rất là mừng. Sau đó về Việt Tân họ gửi người qua bên Campuchia, phụ Em Campuchia. tò mò câu thứ hai là em biết là anh Phượng sau này anh trông thấy trắng và đen, nhưng mà ở cái thập niên 79 thì em chưa nghĩ là anh đã có cái tư duy giống như ngày hôm nay. Em nói vậy Dĩ đúng nhiên không? rồi, người ta lớn đúng đúng quá đúng chứ, là tại vì người ta mỗi ngày mỗi lớn, mỗi thay đổi và mỗi rõ ràng quá Vậy là ý cái anh suy nói nghĩ là anh dậy thì sớm phải không? Anh trễ chứ, bọn anh dậy thì trễ không? Ừ. Còn bởi vì mà cái đầu của mày đó, cái đầu của mày suy nghĩ toàn là màu đen không, đổi cái nó rụng không còn miếng nào cả. chính anh công nhận chứ phải em nói đâu. Anh chỉ nói vậy thôi chứ tôi đã công nhận đâu nào. Không, nhưng mà biết là anh đã thay trông thấy trắng đen Trời ơi. mà anh được Thưa anh nghe nè. có xoay ngược lại giống như là Hoàng Duy Hùng là được rồi. Mì Cái anh. trắng nó chỉ có màu trắng và màu đen thôi. Cái lúc mà mình thấy tùy theo cái môi trường xung quanh mình á, thì mình thay đổi theo màu trắng, xong mình thấy nó không lợi nó thay đổi màu đen, rồi cái trắng đen này nó giống như con cắt kè thì em không đồng ý cái đó. Tôi thì Nhưng tôi mà không em nghĩ nghĩ là là anh tôi Phước thay không đổi. có. À Tôi thì thì tôi nghĩ là tôi không có thay đổi gì cả. Dạ. Tôi chỉ đó là một cái quá trình tôi may mắn. May mắn là để tôi nói cho anh nghe thế này, tôi qua đến năm Anh vẫn là 1975 Nam nhé. phái mà anh đâu có thay đổi gì đâu. Đấy, đấy 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 là một điều đầu tiên, tên thì con gái nhưng mà được lựa 100%. Đó là một chuyện đầu Ok, tiếp em. đó, có chuyện thứ nhì nữa đó là tôi được cái may mắn là tôi đến đất Mỹ này khoảng chừng tháng 10 bằng giờ này. Tháng 10 năm 1975. Đấy là tôi lần đầu tiên tôi có một cái birthday trong cuộc đời của tôi đó. Tôi nhỏ lớn ở Việt Nam tôi không ăn birthday. Mà lần đầu tiên tôi đến đây là tôi có một birthday cái nhà thờ họ tổ chức với tôi một cái birthday. Thì từ bởi vậy tôi mới nhớ là tôi đến đất Mỹ, đến bộ Cái gì cũng Colorado tháng có một cái 10. giá phải trả đó anh ơi. Đấy, Ok, đấy. à, nói đi, Thì nói cái tiếp. này, quay nói thêm câu nữa này, câu nữa này. Là may mắn cho tôi là đến khoảng chừng tháng 11, tháng 12 năm 1975 nào, là trong tôi biết là tôi đã rất mừng khi thấy là Việt Nam mình quê hương đang ngừng tiếng súng. Tôi rất là Ngừng tiếng súng. mừng. Mặc ngừng tiếng súng. Dạ. Và mình chỉ biết là như vậy tại vì lúc đó mình 23 tuổi, mình đánh nhau với Việt Cộng là 3 năm rồi, 2 năm rồi. Thì mình hiểu, thành thử mình rất là mừng chiến tranh ngay ngừng tiếng súng, mình chỉ biết như vậy thôi. Và cái sự mừng rỡ đó
từ năm 1975, từ tháng 11, tháng 12 năm 1975, nó càng ngày nó càng lớn lên theo thời gian và theo sự trưởng thành của mình. Đấy, anh hỏi mình thì mình nói là vậy. Là anh Phước mới là anh cầm là thuộc dạng giống như ngày xưa là tay sai của Mỹ phải không anh? anh cầm anh bảo là được, được. Được. Đúng rồi, thì đã tốt rồi, cái chuyện đó là mình không thể nào mình cãi chối được gì đó. Có nghĩa là nó khổ cái này, hai người già này là khỏi là lúc anh chứ không phải là được. Mà tôi nói cho mình nghe, xin lỗi. Em tò mò tính hỏi anh Phước, lúc mà sang Mỹ là lúc thì, anh bao nhiêu cái sân xanh? 23 tuổi anh. Trời ơi. Mình sinh 52. 23 tuổi thôi. Tóc đen xì, dây. Gái gú thường xuyên phải không anh? Chưa có ai cả. Chưa có ai luôn. Tôi rời khỏi Việt Nam, tôi đánh nhau anh, tôi đâu có dám thừa. Hồi ở Việt Nam, đâu có dám quen thì thương, mà đâu có dám hòa hẹn vợ chồng gì với ai anh. Đánh nhau chết rồi, ai chịu trách nhiệm đấy. Mình không bao giờ mình nghĩ chuyện lập tôi. Thôi mình vào chủ đề chính, mình vào cái chủ đề của mình hồi đó hôm nay đi. Thì cái chủ đề của mình bữa nay thì mình nói là mặc dù là cái ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc là viết thăm Việt Nam, mà tự nhiên mình cảm thấy trong bụng mình nó không vui anh, không vui là nói chỗ mình vẫn còn uất ức. À, cái thời đó tôi kể cái quá trình của tôi cũng rất là nhiều lần rồi, bởi vì sau khi giải phóng thì tôi mình một thằng lính bộ binh quèn, đâu có biết làm gì nghề sống, thì có bò mon men ra khu chợ trời bán ra những cái đồ lặt vặt, là những cái đồ ba đài, đồng hồ, nói chung là cần cho mấy anh bộ đội đâu. Thì trong cái quá trình đó mà khi mình đi bán rồi mình cảm nhận được cái điều rất là thấy dễ thương. Bây giờ mình thấy dễ thương, các anh ấy hiền lắm, các anh chú bộ đội hiền lắm hồi xưa, bởi vì có một tự ái mình là quân nhân mà mình vẫn có đúng rồi đó, mình không chấp nhận được thua trận đó, cái tự vì cái chỗ đó là mình cũng sẵn giọng, mình cũng cứ thề, rồi mình cũng cao có, cũng bừng bội. Ra quá trình sau khi tàn cái vụ trợ trời rồi mình đi vào nhà cơ quan nhà nước mình làm lại, mình lại thấu hiểu thêm một lần nữa. Bởi mình sống chung, ăn chung, rồi đôi lúc còn nhậu chung, rồi nói chuyện chung, toàn là những cái người trời đại thiệt. Thì lâu ngày dài tháng, nó cảm hóa được mình. Có nghĩa là mình mới cảm thấy họ rất là hay, và họ rất là chân tình, họ rất là, bởi vì họ chân chất quá. À, tôi kể cho anh nghe một cái chuyện này rất là buồn cười. Ngày xưa gọi là nhà văn hóa lao động á, và là kia là câu lạc bộ lao động á. Ở xã đó thì có một cái ông ngày xưa không có giám đốc, không có giám đốc, mà chỉ có cái gì gọi là cái thủ trưởng đại khái vậy. Thì cái ông phó thủ trưởng, ông tên là Tuấn, mà ông này là trong cái lực lượng thanh niên xung phong đưa qua thời tiếp quản thành phố đó. À, mà buồn cười nhất là ở chỗ này. Ông ăn cơm là bất kể sofa hoặc là salon hay là trường chỉ hay là ghế ngồi là hay ngồi chờ bỏ. Hay là bác ăn cơm mà ngồi chờ bỏ, không ngồi bỏ hai cái được, mà bà phải ngồi xuống chờ bỏ. À, thì trong cái giờ giải lao hoặc mà nó buồn cười cho là giữa cái khoảng cách của nhân viên quèn như tôi với lại ông đó, người ta không có khoảng cách anh. Thế đang ra không họp anh nói đang ra là mày tao mi tới chú này kia các cái đủ thứ rồi. Thế tôi hỏi tôi tuấn kỳ ăn cơm bỏ cả chú nha. Thôi mẹ khổ quá, tao ở một rừng đi xung quanh nó quen mẹ rồi, bây giờ xếp đặt nó không bỏ được. Coi là đối với họ thích bề ngoài nó không quan trọng anh. À, ngồi ăn cơm khách cũng vậy, mà ngồi ăn cơm với nhân viên cũng vậy, bạn ngồi có ăn cơm với là trong ngày xưa gọi là chú Tư Anh á, là cái ông là sếp của cái nhà anh nói đồng thời là cũng ngồi chờ bỏm, rồi cứ chờ bỏm mình buồn cười cái chỗ đó. Họ không đề hà tính việc là những cái chuyện mà mộc mạc và những cái chuyện đơn sơ, và nó đi vào những cái chuyện buồn cười vậy, mình mới cảm thấy là mình mới có cặp tình, anh hiểu không? Tất cả từ nó cảm hóa mình, bởi vì mình không phải là người chính trị, mình cũng chẳng là gì cả, mình chỉ một thằng lính quèn thôi rồi, nhưng mà được cái hạnh phúc là trở là mình được sống chung với họ, mình mới hiểu được cái điều là thì ra họ thắng mình là đúng rồi đó, mình như vậy đúng rồi. Từ đó con người mình cảm thấy nó cảm quá đi. Điểm thứ nhất là tôi không thích chiến tranh, tôi đã từng nói rồi, tôi bị thương tật, bị mấy anh chị cộng nó bắn tôi be te tôi trên suối nằm bên dưới chúng tàu á, từ ngày 3/4, ngày 2/4/5 bắt đầu từ chúng tàu mới bò về. Có chuyện được chuyện bình thường thôi, chuyện kể quá nhiều lần mình không còn nhắc lại nữa, nhưng mà cái lý do ở đây tôi muốn nói
tôi rất ghét, bởi vì bản thân tôi lấy bản thân tôi ra để mà tôi chim thì tôi mới nói cho anh chị này, những người chống cộng ở hải ngoại hay bất cứ ở trong nước cũng vậy nữa, họ đã có tiền nhiễm đỏ rồi thì không thể nào hôm nay ngủ sáng mai dậy nói ồ tôi yêu hương, tôi yêu Bác Hồ, tôi yêu này, là mấy người đó là toàn là mấy người chào, mấy người chào, bởi vì nó không có cái quá trình, anh hiểu không, nó không có quá trình làm gì có cái chuyện mà rượu bữa nay chống cộng ngày mai rượu mày là y nước chuyện tào lao, anh thấy rõ ràng không? Thành ra tôi không có thích mà tôi cũng không cần bàn cãi, bởi vì bản chất của mình không phải là con người chính trị thì mình không phải có thằng đó nó bậy bạ lên thì chửi thôi, chứ thực chất tôi cũng đâu biết chính trị với em gì cả, mà là càng không biết về lịch sử của nước nhà. Bởi vì sao anh mới hiểu, ngày xưa tôi và anh cũng vậy thôi, ở trong Nam thì học chương trình giáo dục của giáo dục trong Nam ở Bắc thôi, không bao giờ nhắc tới cái chuyện lịch sử nha, là võ nguyên giáp mà là hồi xưa bên ta là điện chiến tranh Điện Biên Phủ rồi bắt đầu là gì cách mạng tháng 10, đâu có ai dạy cho mình đâu, mình chỉ học trong này thôi mà. Tại là vì đâu bù tịch về cái thử là mình chỉ tôi cũng chấp nhận thôi, từ tôi ngu mà chấp nhận tôi mình không tham khảo được gì đó, nhưng mà từ từ càng ngày thì mình sẽ Google qua đây vậy. Hồi xưa lính quân tôi giải quyết mặt của chú bên đâu mà đâu có biết ông tên gì đâu, chỉ biết anh chỉ biết tập trận giải phóng miền Nam. Có phải anh thứ duy nhất là anh nhà không? Không, không phải anh, từ duy nhất là ở dưới Bi Tho, anh này là dữ dằn lắm, đảng viên. Nói xấu tôi nha, nãy giờ tôi chưa kịp nói tiếng nào, chưa chào bà con nữa, chào chào anh Phượng, chào anh Cầm, chào các anh bạn gì đó, chào tất cả bà con và đã tham gia diễn đàn. Em là phó đại úy nhân dân từ ngoại em. Vậy hả? Nghe cái tên là biết là người lớn tuổi. Thằng này đây. Hai mày với cậu nó cầm cái bê uống bia á, mà nhưng mà tao giờ tao lấy rồi. Bữa nay anh Cầm không uống bia vô nói chuyện nghe có vẻ rõ nét. Rồi ok. Đúng rồi, thì đương nhiên có thằng nào uống rượu xỉn rồi mà không có rét đâu. Tao cũng xin lỗi tất cả mọi người cái hôm đó mà tao uống bia uống rượu, bởi vì mở lại là cái điều đó là rất là sai trái, nhưng mà tao đây bỏ cái lại rồi. Chữ thề nhiều quá. Không có cầm. Anh Cầm với anh Phượng nãy giờ đang nói cái chủ đề, cái chủ đề chính là cái vụ phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc qua thăm Việt Nam mình như vậy phải không? Tổng thư ký. Tổng hả phó? Tổng. Tổng thư ký. Tổng hả? À, vậy là có vậy mà tôi đọc có cái tờ báo nào đó nói đầu tiên là nó nói là ngày hôm nay là phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc qua thăm Việt Nam. Như vậy là cái tin đó là cái tin dịch rồi, vậy là giờ là chính thức là tổng thư ký qua thăm phải không? Ồ, vậy vinh dự quá ha. Antonio Guterres. Đúng rồi. Không, nhưng mà tao tán tao kỳ đó mày, thử nhất tán anh kỳ tự nhiên tao chợt nhớ tao thấy cái mối hận mà nó bỏ rơi mình mà nó mấy chục năm về trước mà nó mới lơ mình thì nói một cách khác thì báo chí trong nước thì bỗng dưng là tất cả mọi người tôi hiểu rằng Liên Hợp Quốc còn nợ một người Việt Nam một lời xin lỗi, mà tao hỏi để làm lỗi làm cái gì mà phải xin, mà nó không phải là một cái tổ chức nhỏ, nó không phải là một cái trong hàng xóm hay là một cái ngôi nhà hay là trong phường hay trong quận, nó là một cái cơ quan đầu não hành tinh lớn nhất thế giới, làm gì để có lỗi mà phải đi chính. Và rõ ràng anh làm lỗi thật, anh ngoảnh mặt làm ngơ, trong khi đó Việt Nam mình vừa thống nhất đất nước, vì tất cả mọi phía Bắc thì đánh như là Trung Quốc, phía Nam trong này thì đánh như là Pol Pot, mà ảnh vẫn làm ngơ, vẫn làm ngơ. Thì có gì đâu, tại vì quan nha của Mỹ. Cái sai của Mỹ hay là có thơ quan nó lên nữa kìa anh à, thì ai lại không biết chuyện đó thơ quan à, thì bây giờ tôi nói ít câu, bởi vì tôi đang ở trần cho nên tôi không dám ló cái mặt ra, tôi đang xử lý ba cái nho lấy trái ăn Tết rồi vô mở máy lên thì thấy anh đang like đã giờ đó. Đúng rồi, nhớ chưa ta, nhớ không giờ còn nguyên bình rượu lớn nè, còn nguyên bình rượu lớn nè. Anh muốn chết thì qua năm sau anh xuống đây. Cái trường kỷ này để dành cho còn anh nè. Mày vẫn còn nợ tao một con. Mày vẫn còn nợ tao. Phải anh xuống chứ đâu phải là tôi không muốn trả đâu. Anh Cầm, anh Phượng công nhận không, là tại vì ổng không dám xuống chứ không phải nó không muốn xuống. Anh không dám xuống, ổng xuống là chỉ ổng có bỏ xác thôi. Rồi. Trốn. Trốn. Mày đúng không? Đâu có ngu gì chung đầu vô cửa tử đúng không? Tao đâu có ngu mày. Ok. Thì mình nói lại cái vấn đề chính ngày hôm nay thì không phải là bới bóc về quá khứ, nhưng mà mình mới hiểu điều này, có nghĩa là ở đây cái gì mà có quyền lợi cho các anh các chị ở trên cái đống mà ở đúng Liên Hợp Quốc á thì họ là không biết ấy. Cứ như là bây giờ thì cái gì có lợi thì họ làm,
mà họ rất là tàn nhẫn, mà khi cháy thì nó cũng nói rất là nhiều lần rồi. Cái đó là tai sai của Mỹ thì ok, mình muốn chấp nhận đó, nhưng mình đôi lúc tao cũng hận mày, bởi vì thời đó người ta ăn bo bo với lại gọi chết, bo bo với lại bụng mày chết mẹ luôn. Chỉ có thằng Liên Xô nó viện trợ được chút nào hay chút đó, còn mày ra tất cả mọi người đều mạnh mặt, bởi vì Liên Hợp Quốc mạnh mặt và đã vậy thôi còn lên án Việt Nam mới là ghê chứ. Lên án Việt Nam đi xâm lược Campuchia rồi đúng không, phải không? Thì sau khi mà công việc mà cái nghĩa vụ mà coi như là Việt Nam mình đã hoàn thành ở Campuchia rút về mấy chục năm sau, họ mới ngỏ lời xin lỗi, chứ họ ngỏ lời là thật ra họ cũng không có xin lỗi đâu anh Cầm à. Thật ra không có xin lỗi đâu cái thời. Không, họ không xin lỗi nhưng mà họ xét xử, họ xét xử Pol Pot với Yung Suri á với thằng Tào Mốc rồi đó. Thì cái đó thì có cái lúc này họ công nhận chế độ này là chế độ diệt chủng, họ đem ra xét xử. Nhưng mà thật ra họ không có một lời xin lỗi đó với nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam. À, điều này thì tôi cũng vậy không muốn tại vì chính trị mình cũng dốt quá đen, nhưng mà cái với cái nhìn, với cái nhìn thực tế đó, với cái nhìn thực tế thì tôi nói theo cái góc nhìn của tôi thì tôi nói là đúng như báo chí và người dân Việt Nam mình cũng thường hay nói là Liên Hiệp Quốc nợ Việt Nam một lời xin lỗi, mà điều đó đúng, hoàn toàn đúng. Vì sao? Cái thời điểm đó là cái thời điểm Việt Nam khốn đốn nhất. Pol Pot đánh, mà Pol Pot là tay sai của Trung Quốc, rồi Trung Quốc đánh giặc Nam giặc Bắc, ấy lục giặc Nam giặc Bắc, thì máu tràn biên giới, rồi lũ lụt miền Nam. Anh thấy là cái thời điểm đó là năm 78 trở về sau này là đất nước mình phải nói là khủng khiếp. Từ năm 78 là bắt đầu từ mà anh biết cái cao cái quan trọng nhất là bị cấm vận anh. Tây phương dạ đúng rồi, nhưng mà cái cấm vận mình không nói, cái cấm vận thì nó ghét mình, nó cấm vận dĩ nhiên rồi. Tất cả các thành viên trong Liên Hợp Quốc là đều là tay chân bộ hạ của Mỹ, mà Mỹ nó kêu đó. Thì anh thấy như bây giờ là thằng Mỹ ra lệnh cho châu Âu cấm vận Nga thì rõ ràng là tụi nó nghe theo thôi. Nó tất cả các thành viên nó ghét đó, thì phải dùng chữ nó cay cú. Thì đó nó cay cú, nó phải cấm vận mình thôi. Cái cấm vận là điều hiển nhiên rồi, nhưng mà điều tôi muốn nói nè, anh thấy á, cái cấm vận thì không nói, nhưng mà anh thấy nè, thời điểm mà Pol Pot đánh mình nha, thời điểm Pol Pot đánh mình đem tố cáo tất cả, mình có những bằng chứng, mình đem mình chụp hình, đặc biệt là ở Ba Chúc, tôi nói anh đó nha, Ba Chúc An Giang rồi Sa Mát Thiện Ngôn Tịnh Biên Nhà Bàn, đặc biệt là ở Nhà Bàn Châu Đốc á, anh biết cái năm 78 khi mà tôi từ ở Tà Keo tôi rút quân về, ở dưới này tôi đi lên, ở dưới này tôi lên mà tôi ghé ngay chỗ cái chùa gì tôi quên tên rồi, ở Nhà Bàn thuộc quyền Tịnh Biên á. À, thuộc cái chùa đó là anh biết cái xương á, cái xương người đó nha, cái xương người mà Pol Pot nó giết á, xương dân của mình á, là nó chất vô cái chùa đó, rồi cả nguyên một cái giếng, mà anh biết là cái giếng đó nó chất xương, coi như là xương nó nằm đó là đầy luôn cái giếng á, giếng nước á đó. Thì anh thấy tôi hỏi anh căm thù không, rồi nói là dân Việt Nam, anh nói là bộ đội Việt Nam mình thế này thế nọ, là khát máu đánh chiếm Campuchia. Tôi nói thật anh, lúc đó mà nếu như anh tất cả những người mà dân Việt Nam mình, tôi không kể là chế độ này chế độ kia, nếu mà nhìn thấy cái cảnh tượng này, bảo đảm anh xin cầm súng liền, xin tình nguyện vô đội đánh Pol Pot liền. Cho em nói này, em thấy nhà nước Việt Nam không công bằng anh ơi, tại vì cái lúc năm 79 em xin gia nhập quân đội mà không cho em đi, tại lúc mới 13 cho đi. Trời. Thôi được, mẹ ơi, thôi mẹ ơi, đừng có xả, tao có bữa đứng, đứng, vô, kêu ra phường, cầm cái AK đúng đo, thấy thấp cái AK này, không cho đi. Như vậy, máu, nhất là máu sống, bởi vì mình còn cầm tóc nào, thấy không, cậu, máu sống cho. Thì cái chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi nói anh là sau đó, nó đánh, đó thì anh thấy tôi nói không phải là không có đâu anh à. Thực ra trong trung đoàn gia đình của thành phố Hồ Chí Minh, của quân khu 7, trung đoàn gia đình đó, là không phải là không có lính của Việt Nam Cộng Hòa đâu, có những nhiều người tình nguyện, rất nhiều người tình nguyện họ đi trung đoàn gia đình. Lúc tụi tôi đánh ở núi Tượng Lăng á, tôi đánh nhau ở núi Tượng Lăng á nha, là trung đoàn gia đình là nhảy dù từ trên đỉnh núi của cái dãy núi Tượng Lăng của tỉnh Campos đó, là trung đoàn gia đình, trong đó là có nhiều người lính là Việt Nam Cộng Hòa tình nguyện đi. Mà tôi nói anh cái nếu mà anh có coi là cái hồi ký của một anh chủng quý của Việt Nam Cộng Hòa, mà ông già đó lại là đại tá, ông già lại là đại tá, nhưng mà anh ta tình nguyện đi học ra trường xong như thì vào Hòa Bình, thì anh ta chiến tranh biên giới Tây Nam, anh ta tình nguyện đi lên sau, mới vừa chết rồi, mới vừa bị